Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa chứng kiến thời khắc chuyển giao năm Nhâm Dần sang năm mới Quý Mão năm 2023. Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta cùng nghe đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ thân mến, thời khắc giao thừa thiêng liêng đã điểm, một mùa xuân mới Quý Mão tràn đầy niềm vui và hy vọng đang ùa về trên khắp đất nước và quê hương cội nguồn cách mạng Cao Bằng. Trong niềm hân hoan chào đón xuân mới, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, tôi trân trọng gửi tới nhân dân các dân tộc, cán bộ chiến sĩ, các lực lượng vũ trang trong tỉnh và những người con Cao Bằng đang sinh sống, công tác xa quê hương, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Năm Nhâm Dần 2022 vừa qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh đã nỗ lực, cố gắng đổi mới, sáng tạo, nêu cao tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua, vượt qua khó khăn, thách thức và giành được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Về kinh tế xã hội của tỉnh thì tiếp tục có bước tăng trưởng. Tổng thu ngân sách thì vượt kế hoạch và tăng cao so với năm 2021. Các chương trình trọng tâm, các nội dung đột phá, các chương trình, dự án, trọng điểm của tỉnh thì được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo cũng như là triển khai một cách quyết liệt, hiệu quả. Văn hóa xã hội thì có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội thì được quan tâm, đảm bảo. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì được thực hiện với tinh thần chủ động, thích ứng, an toàn, hiệu quả. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị thì được chú trọng, quốc phòng an ninh thì được củng cố, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, biên giới quốc gia, khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh được tăng cường, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân thì không ngừng được cải thiện và nâng cao. Công tác đối ngoại, nhất là quan hệ hữu nghị hợp tác giữa khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây của Trung Quốc tiếp tục được củng cố và phát triển, góp phần quan trọng vào việc tăng cường mối quan hệ chung giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, bạn bè trong nước và quốc tế, cảm ơn sự nỗ lực, cố gắng của các cán bộ, chiến sĩ, cộng đồng, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong tỉnh đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh trong năm vừa qua. Thưa đồng bào, đồng chí thân mến, bước sang năm mới Quý Mão 2023 là năm bản lề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Tôi kêu gọi toàn thể nhân dân, các dân tộc, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, đoàn kết, kỷ cương, kỷ luật, dân chủ, năng động, sáng tạo, đổi mới, chung sức đồng lòng, phát huy mạnh mẽ nội lực, khai thác tối đa ngoại lực, ra sức thi đua, phấn đấu để hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Xây dựng quê hương Cao Bằng phải phát triển nhanh, bền vững và trở thành tỉnh khá của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Mừng xuân mới, chúc toàn thể nhân dân và các đồng chí
dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, nhiều niềm vui, nhiều thành công. Năm mới, khí thế mới, quyết tâm mới, thắng lợi mới.